Những đám cưới đặc biệt gây tò mò trên màn ảnh Việt. Cưới hỏi là đề tài muôn thuở trong phim Việt, nhưng cứ trình chiếu là lại khiến khán giả đứng ngồi không yên. Cô dâu đại chiến 1. Nhắc đến chuyện cưới hỏi, chắc chắn không thể bỏ qua bộ phim Cô dâu đại chiến 1. Bộ phim xoay quanh anh chàng Thái Sở Khanh, Huy Khánh thủ vai, một thiếu gia ăn chơi và có sở thích chinh phục các cô gái đẹp. Anh hẹn hò với 4 cô gái cùng một lúc. Rồi ngày nọ, anh lại trúng tiếng sét ái tình của Linh, Đinh Ngọc Diệp và quyết tâm cưới cô cho bằng được. Tuy nhiên, trong đám cưới của Thái và Linh, 4 cô dâu bị Thái bỏ rơi đã xuất hiện với vũ khí trong tay và bắt đầu một cuộc đại chiến để cướp rễ. Bộ phim Cô dâu đại chiến 1 có lời thoại gần gũi, nội dung hấp dẫn, đưa đến nhiều tiếng cười cho người xem. Hơn nữa, nó cũng phản ánh được thực trạng hiện nay. Con người khao khát hạnh phúc nhưng thật giả lẫn lộn khiến họ phải đi giành giật yêu thương. Đây chắc chắn là một bài học cần phải suy ngẫm. Cô dâu đại chiến 2, nối tiếp thành công của phần 1, Cô dâu đại chiến 2 đưa đến những tình huống dở khóc dở cười trong tình yêu. Ngọc Lan Phương dù sắp kết hôn với Việt Bình Minh nhưng cô lại không có niềm tin vào chồng sắp cưới nên đã tìm đến hội quả phụ áo đen, Lê Khánh, Mây Gia và Vân Trang nhờ giúp đỡ. Nhóm quả phụ áo đen đã dùng nghiệp vụ của mình để điều tra Việt. Tuy nhiên họ lại không tìm ra bất cứ manh mối gì. Liệu Việt có phải là người đàn ông tuyệt vời còn sót lại hay là một tên lưu manh giỏi che giấu? Dù lựa chọn cùng nhau bước vào lâu đài hôn nhân nhưng lại không có niềm tin vững chắc vào người bạn đời của mình là câu chuyện quen thuộc hiện nay. Hôn nhân có thể tồn tại dài lâu trong khi nỗi bất an bao trùm hay chỉ cần ràng buộc trách nhiệm thì có thể thành công. 4 năm hai chàng một tình yêu. Bộ phim có cái tên khá ngộ của đạo diễn trẻ Lê Vinh, thành công gây tò mò cho khán giả khi bắt đầu bằng một đám cưới và mở ra chuyện tình tay ba ở trường học đầy thơ mộng. Dù tác phẩm đi theo mô típ quen thuộc hoàng tử lạnh lùng yêu nàng lọ lem cá tính ấm áp, nhưng vẫn được người xem yêu thích bởi cách xử lý tình huống dễ thương và dàn diễn viên có ngoại hình sáng diễn tròn vai. Bộ phim không chỉ đưa đến câu chuyện tình yêu lãng mạn mà còn đưa khán giả về với những ký ức tuổi học trò tươi đẹp. Cưới ngay kẻo lỡ. Khi đến tuổi phải yên bề gia thất, nhiều bạn trẻ bị gánh nặng kết hôn đè lên vai và phải tìm mọi cách để có thể gả đi cho bằng được. Giờ đây, chuyện cưới hỏi không phải là kết quả của tình yêu, mà là thời gian đếm ngược, dù thế nào cũng phải cưới ngay kẻo lỡ. Bộ phim của đạo diễn Trác Ly Nguyễn đã thành công tạo nên mối tình tay ba đầy rắc rối, nhưng rồi lại thắt nút, mở nút một cách hợp lý, đưa lại cảm xúc thoải mái cho người xem. Hôn nhân là câu chuyện của tình yêu hay là bổn phận mà ai cũng phải thực hiện để bố mẹ yên lòng? Câu hỏi này sẽ khiến người xem trăn trở mãi không thôi. Gái già lắm chiêu. Gái già lắm chiêu xoay quanh Linh Sang, Diễm My 9X, một quý cô 30 tuổi mắc căn bệnh quái gở suy buồng trứng. Bởi vậy, cô nàng phải gấp rút kiếm người đàn ông theo tiêu chuẩn của riêng mình để được sinh con, dù chỉ một lần duy nhất. Truyền tải thông điệp đơn giản nhưng ý nghĩa về thiên chức làm mẹ của người phụ nữ, gái già lắm chiêu có cách tiếp cận vấn đề rất táo bạo nhưng vẫn tràn ngập tiếng cười qua lăng kính hài hước. Bên cạnh đó, bộ phim còn là tập hợp những người bạn thân quái chiêu nhất từ trước đến nay. Để có thể giúp bạn mình tìm được tình yêu đích thực, họ liên tục đưa ra nhiều diệu kế có sức phá hoại khủng khiếp và gây ra nhiều tình huống dở khóc dở cười cho khán giả ra rạp. Gái già lắm chiêu hấp dẫn người xem không chỉ bởi câu chuyện tình yêu hài hước mà còn ở nhóm bạn thân có sức công phá đặc biệt nhưng đầy tình cảm này. Ngày mai mai cưới tiếp tục khai thác đề tài bạn thân về đám cưới. Ngày mai mai cưới được dự kiến ra rạp vào ngày 29 tháng 9, hứa hẹn sẽ gây sốt phòng vé. Mai Diệu Nhi thủ vai đã đến tuổi cập kê nhưng vẫn chưa chịu cưới chồng khiến bố mẹ vô cùng lo lắng. Cuối cùng không thể thắng nổi sức ép từ phía bố mẹ, Mai quyết định nhắm mắt đưa chân, chọn bừa một trong ba thằng bạn thân cùng mình lớn lên từ bé để tổ chức đám cưới. Tuy nhiên mọi chuyện bất ngờ rẽ sang một hướng khác. Khi Bạch Mã Hoàng tử bất ngờ xuất hiện ở vùng quê Gò Công Đông nghèo khó, ngày mai Mai cưới không chỉ khai thác tâm lý của những người trẻ trước áp lực của chuyện cưới sinh, mà còn đi sâu tìm hiểu những mong ước khát khao của họ đối với sự nghiệp của chính bản thân mình. Trong thời gian gần đây, việc lập gia đình muộn hoặc lựa chọn cuộc sống độc thân diễn ra ngày càng nhiều, nhưng từ sâu thẳm trong trái tim, ai cũng mong muốn tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình, nên những bộ phim Việt về đề tài cưới hỏi lúc nào cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía khán giả. Hậu trường nhí nhố của đoàn phim Vợ chồng đậu thời A Công, đạo diễn và các diễn viên không ngại tạo dáng khó đỡ, pha trò cười để tạo không khí vui vẻ cho đoàn làm phim.
Sau gần một tháng phát sóng, Vợ chồng đậu thời A Còng thu hút sự quan tâm lớn từ người xem truyền hình, đặc biệt là khán giả phía Nam. Sự ngây ngô hậu đậu cùng những tình huống dở khóc dở cười trong cuộc sống của hai vợ chồng đậu, Ngọc Thuận đóng và Phụng, Thúy Diệm đóng, mang đến cho khán giả nhiều tràng cười thư giãn. Ở hậu trường, đoàn làm phim cũng có nhiều khoảnh khắc hài hước gây cười, không kém các tình tiết trong Vợ chồng đậu thời A Còng. Thúy Diệm đăng bức ảnh cùng đạo diễn Trần Chí Thành. Diễn viên Trần Bích Hằng và Ngọc Thuận tạo dáng bên đồng lúa và chú thích những nhân vật hết sức nguy hiểm của phim. Ngọc Thuận đậm chất nhà quê ra tỉnh khi đeo kính mát, đi tông Lào kết hợp với vest và áo hoa đỏ tạo dáng trên bờ ruộng. Quay phim, Lê Đình Tiến tranh thủ tạo dáng bên cạnh Ngân Quỳnh và Thúy Diễm. Khi hai nữ diễn viên diễn cảnh ngã sóng xoài ngoài chợ, Thúy Diễm cho biết cô thoải mái điên hết cỡ trong phim này vì đã là gái có chồng, không còn sợ ế nữa. Thúy Diễm và Ngọc Thuận nhí nhố ở hậu trường. Ở ngoài đời, hai diễn viên khá thân thiết, từng đóng chung với nhau nhiều phim từ năm 2008. Thúy Diễm giả bộ cô dâu mắc cỡ ở hậu trường, cảnh quay đám cưới của vợ chồng đầu. Sau cảnh này, Thúy Diễm phải mặc nguyên bộ áo dài cưới và đi chân đất vào chuồng heo để tắm cho heo. Băng Di che ô tạo dáng bên cầu trong lúc chờ cảnh quay, nữ diễn viên chấp nhận hy sinh vẻ đẹp vốn có bằng cách đắp thêm mụn ruồi rất lớn ở dưới mép khi vào vai một cô gái nanh nọc, thường xuyên lừa gạt tiền người khác, trong đó có cả anh chàng đậu. Đạo diễn Trần Chí Thành kiểm tra kỹ mụn ruồi của Băng Di trước khi vào cảnh quay. Hậu trường cảnh đậu Ngọc Thuận bị ngã xe máy vào đống rơm bên ruộng lúa. Đạo diễn Trần Chí Thành cầm chổi cùng đoàn phim diễn mặt lạnh trước ống kính. Đạo diễn, diễn viên cùng nhân viên trong đoàn tạo dáng nhí nhố khi chụp ảnh kỷ niệm. Điểm quay chính của bộ phim là ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn làm phim Vợ chồng đậu thời A Còng đóng máy 2 tháng trước khi phim phát sóng. Thúy Diễm chia sẻ vì phim thực hiện trong khoảng thời gian gấp rút nên cả đoàn ngày nào cũng phải làm việc từ 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm, nhưng không ai kêu ca mà luôn tràn ngập tiếng cười. Nhan sắc thật sự của Minh Hằng qua những bức ảnh chụp lén khiến fan ngỡ ngàng. Luôn xinh đẹp chỉnh chu khi xuất hiện trước công chúng, những bức hình chụp lén này mới tiết lộ nhan sắc thật sự của Minh Hằng. Minh Hằng là một trong những ca sĩ có tên tuổi trong làng giải trí Việt. Không chỉ bởi giọng hát hay, lối diễn xuất tự nhiên, mà còn bởi nhan sắc xinh đẹp. Cô sở hữu một lượng fan đông đảo mỗi lần xuất hiện trước mặt công chúng hay trong các sự kiện truyền thông, Minh Hằng đều rất ấn tượng, quyến rũ hút hồn người hâm mộ. Ca sĩ Một Vòng Trái Đất sinh năm 1987 và sở hữu chiều cao 1m65 cùng số đo 3 vòng ấn tượng 83, 56 và 93. Với vòng eo 56, Minh Hằng hoàn toàn có thể tự tin độ vóc dáng với Ngọc Trinh. Khuôn mặt hài hòa, ánh mắt biết nói cộng với nụ cười khiến Minh Hằng ghi trọn điểm trong lòng công chúng. Người đẹp được đánh giá cao bởi nhan sắc tươi tắn rạng rỡ mỗi khi cười. Không chỉ đẹp từng cm trên các bức ảnh được chụp cẩn thận, mà những khi bị chụp lén cũng không làm thuyên giảm chút nào độ xinh đẹp của Minh Hằng. Không tin ư, bạn chỉ cần nhìn loạt ảnh dưới đây thì hiểu. Tấm ảnh chụp lén của fan khi Minh Hằng đang cần mẫn đẩy xe hành lý ở sân bay. Dù góc chụp hoàn toàn ngẫu nhiên và không đủ ánh sáng, nhưng nữ ca sĩ vẫn toát lên vẻ thanh thoát và cuốn hút. Hay khoảnh khắc cô đang đi trên phố không một chút diễn mà rất sang trọng, mê hoặc khó cưỡng. Dù là đang selfie, fan cũng không tha mà trong cô vẫn rất đáng yêu hết nức. Dường như lúc nào cũng thấy Minh Hằng trẻ trung và dễ thương. Ngay cả khi không có studio hoặc các máy cảnh chuyên dụng, người đẹp vẫn tỏa sáng vì nụ cười. Vóc dáng cân đối cũng giúp cô ghi điểm khi lên hình. Cũng như bao mỹ nhân khác, Minh Hằng cũng sở hữu góc mặt nghiêng thần thánh. Dù đang mải miết chỉnh trang phục nhưng vẫn không quên nhiệm vụ phải thật xinh đẹp. Khoảnh khắc Minh Hằng cười thả ga cũng không dìm hàng được cô. Có lẽ lúc này bạn đã phải thừa nhận nhan sắc thực sự của Minh Hằng. Dù không nhờ cậy Photoshop và các công nghệ làm đẹp, thì thần thái tự tin sang chảnh vẫn luôn giúp cô tỏa sáng. Nhan sắc hiện tại của trai đẹp bị trục xuất từng được mời sang Việt Nam. Ngày trước thư sinh, bảnh bao bao nhiêu, thì hiện tại Omar Bokkan lại trái ngược hoàn toàn. Tháng 4, 2013, cả thế giới xôn xao trước tin anh chàng Omar Bokkan, Agala, bị trục xuất khỏi đất nước Ả Rập bởi quá đẹp trai. Ngay sau đó, anh đã có tới 1 triệu người hâm mộ trên mạng xã hội. Ngày sinh nhật của mình, Omar được một fan cuồng nữ
Ẩn danh gửi tặng hẳn chiếc Mercedes, nhiều người cho rằng tất cả mọi chuyện thành sao sau phút chốc của Omar, hóa ra chỉ là hiệu ứng đám đông và truyền thông quá đà. Ngay sau đó vài tháng, anh chàng cũng đã được mời sang Việt Nam. Tưởng sẽ khiến khán giả Việt được mãn nhãn, nhưng không, vừa tới Việt Nam, anh đã khiến mọi người thất vọng vì nhan sắc không được như trên ảnh, thái độ hời hợt, đòi tiền cát xê quá đáng. Ngoại hình gây sốt của Omar một thời. Liệu hiện tại anh chàng còn giữ được gương mặt đẹp như thế này không? Hiện tại đã 4 năm trôi qua, xem những bức ảnh trên mạng xã hội của Omar, chắc hẳn nhiều người cũng giật mình. Nhìn anh bụi bặm dừ hơn trước khá nhiều, hơn nữa lại còn có cả những khoảnh khắc phì phèo thuốc lá không mấy vừa mắt. Chàng trai có vẻ thư sinh ngày nào, hiện tại đã thay đổi hoàn toàn. Sau 4 năm, ngoại hình của anh đã thay đổi khá nhiều. Gương mặt hiền từ vẻ thư sinh đã được thay đổi hoàn toàn. Không những già hơn mà Omar còn có vẻ bậm trợn hơn. Tưởng rằng Omar chỉ có những hình ảnh đầu quấn khăn, mặc quần áo kín mít, không ngờ cũng cởi mở khoe body như thế này. Anh còn rất hay phì phèo thuốc lá, hình ảnh đẹp của Omar trong mắt chị em hẳn đã vơi đi rất nhiều. Những hình ảnh này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Gương mặt ánh mắt của anh chàng quả thật không được hút hồn quyến rũ như trước nữa. Harry Won, tôi chưa cảm nhận được là có chồng nằm cạnh trấn thành như người lạ. Hồi xưa trên giường chỉ có mình Harry, giờ có thêm người lạ nằm bên, Harry Won chia sẻ. Harry vẫn chưa cảm nhận được là có chồng. Sau khi kết hôn với Trấn Thành, Harry Won có bị va vấp chuyện mạng chồng nàng dâu chưa? Harry chưa bao giờ bị chuyện đó. Harry đi làm việc từ sáng tới tối. Buổi sáng đi làm, ba mẹ anh Thành luôn quan tâm hỏi han là có ăn gì chưa. Còn tối về ba mẹ đã ngủ rồi nên cũng không va chạm gì mấy. Mẹ anh Thành thương Harry nhiều lắm. Cưới về Trấn Thành đối xử với vợ ra sao? Harry thấy trước khi cưới và sau khi cưới cũng giống nhau, chỉ khác là trên giường có người lạ thôi. Vì trước khi lấy nhau, Harry vẫn làm việc từ sáng tới tối, lấy nhau rồi chỉ khác đúng chuyện là có người lạ nằm trên giường cùng mình. Lấy nhau 8 tháng vẫn còn cảm giác lạ sao? Tại vì hồi xưa trên giường chỉ có mình Harry, giờ có thêm người lạ nằm bên. Khi mà cưới rồi Harry vẫn chưa cảm nhận được là có chồng, có gì đó lạ ghê, tại vì mới cưới được hơn 8 tháng nên cũng chưa có quen. Cả hai đều trên đà phát triển sự nghiệp, thời gian dành cho nhau có nhiều không? Công việc hai đứa ai cũng bận rộn, nhưng vẫn hay hỏi thăm nhắn tin với nhau. Làm việc xong là hai đứa dắt nhau đi xem phim, đi ăn. Bình thường làm việc đến 10 giờ, 11 giờ đêm, thì giờ đó đi xem phim với các bạn rồi đi ăn, tới 2-3 giờ sáng về là rất bình thường. Mấy ngày nay, cả hai đứa đang giảm cân nên không có ăn nhiều, không ăn đêm nữa. Tháng 8 vừa rồi, Harry về Hàn Quốc, anh Thành có đi chung về để gặp gia đình ngoại. Nhưng anh Thành không có thời gian nhiều, gặp một buổi rồi phải về, mọi người bên ngoài rất là quý anh. Không muốn xóa ảnh của Tiến Đạt. Hiện tại thi thoảng trên bay của Harry, fan vẫn nhắc tới Tiến Đạt, điều này có làm hai vợ chồng khó chịu. Bây giờ khó chịu hay không thì người ta vẫn cứ đăng vậy biết làm sao, Harry chấp nhận điều đó chứ còn quan tâm sẽ căng thẳng bị thiệt thôi. Với Trấn Thành và Harry, chúng tôi không bao giờ ghen tuông chuyện quá khứ, quan trọng là hiện tại đang yêu ai, lấy ai. Ai cũng có quá khứ, có phải chúng ta ai cũng chỉ gặp một người rồi cưới đâu, thông thường vẫn phải 2-3 người. Harry nghĩ quá khứ anh Thành và Harry gặp ai đó đâu phải là cá tội nên không có gì phải áy náy cả. Thực sự Harry cũng cảm ơn những người trước vì thông qua họ học được nhiều thứ và kinh nghiệm trong cuộc sống. Bản thân Harry thỉnh thoảng cũng liên lạc với Mai Hồ, chẳng sao cả. Có chuyện gì Harry còn hỏi, ủa hồi xưa bạn yêu anh Trấn Thành thì nó như thế nào, hỏi để biết, để hiểu thêm. Về chuyện anh Đạt với Harry, chia tay không phải vì điều gì xấu, mà cả hai chỉ đến đây thôi, mình cũng chúc anh mọi điều tốt đẹp nên không có gì phải khó chịu cả. Harry nghĩ tới chuyện xóa hết ảnh chung với Tiến Đạt trên mạng xã hội để tránh phiền. Cái này Harry hơi khác với người xung quanh, thời điểm đó Harry yêu ai là một cuộc đời của Harry, một kỷ niệm ký ức đẹp nên không muốn xóa. Có thời đó mới có Harry bây giờ chứ. Mình không sống mãi trong quá khứ nhưng cũng không cố tình xóa hết. Vì giờ xóa hết cái đó thì bao giờ mới hết nổi, Harry thấy điều đó bình thường, không sao hết. Nhiều người nói hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, sau 8 tháng lấy Trấn Thành Harry thấy điều gì vỡ mộng chưa? Trước kết hôn, anh Thành bỏ thời gian cho Harry 100%, còn sau kết hôn, anh ấy chia sẻ thời gian cho bạn bè nhiều hơn. Nhưng đi gặp bạn cũng phải dắt Harry đi. Còn chuyện con cái, mới cưới thì cả hai đứa cũng chưa tính, con cái là chuyện chờ cho. Còn về nghi án giới tính của Trấn Thành và Duy Khánh,
Cái này Harry sẽ không có nói nữa vì nó sẽ càng rối chuyện, lại càng có ảnh hưởng tới bạn Duy Khánh. Còn Trấn Thành thì giờ đang yêu Harry và là chồng Harry, vậy là đủ.